Quý vị khán giả thân mến, để chủ động phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn hoạt động của các cơ quan đơn vị, Bộ Y tế đã xây dựng hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 tại cơ quan đơn vị, đồng thời yêu cầu các địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện hướng dẫn, tổ chức truyền thông về các quy định phòng chống tại hướng dẫn và kiểm tra giám sát việc thực hiện của các đơn vị. Tùy theo tình hình thực tế tại địa phương, có thể điều chỉnh hướng dẫn cho phù hợp. Hướng dẫn các phương án phòng chống dịch COVID-19 tại cơ quan đơn vị hướng đến mục đích chủ động phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp mắc COVID-19, F0, nghi ngờ mắc COVID-19 tiếp xúc gần F1, tiếp xúc với người tiếp xúc gần F2 tại cơ quan đơn vị, đảm bảo an toàn và thực hiện mục tiêu kép, hạn chế tác động của dịch bệnh đến hoạt động của đơn vị. Các cơ quan đơn vị phải xác định nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 là trọng tâm, cấp bách và thường xuyên. Thực hiện nghiêm nguyên tắc người đứng đầu cấp ủy chính quyền trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác phòng chống dịch tại đơn vị, chủ động phương án hậu cần, cách ly, xét nghiệm, điều trị để ứng phó kịp thời, khẩn trương, hiệu quả theo nguyên tắc 4 tại chỗ. Các cơ quan thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 do thủ trưởng đơn vị làm trưởng ban, có đầu mối tham mưu tổ chức triển khai công tác phòng chống dịch, đồng thời thành lập các tổ an toàn COVID của đơn vị, gồm thành viên là đoàn viên công đoàn, đoàn thanh niên. Mỗi tổ an toàn COVID-19 có từ 3 đến 5 người, tổ trưởng là thủ trưởng công đoàn hoặc đoàn thanh niên. Xây dựng kế hoạch và các phương án phòng chống dịch COVID-19 của đơn vị phải bao gồm sơ đồ và bố trí phân luồng di chuyển trong đơn vị khi xuất hiện các trường hợp F0, F1, F2 và trường hợp nghi ngờ mắc bệnh. Quản lý người lao động về các thông tin, yêu cầu người lao động thông báo khi có tiếp xúc với các trường hợp F0 hoặc F1. Trường hợp người lao động của đơn vị làm việc và lưu trú ở những địa phương khác nhau, thủ trưởng đơn vị phải có trách nhiệm thông báo cho Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật cấp tỉnh của các địa phương liên quan để quản lý và theo dõi y tế đối với người lao động. Tổ chức theo dõi sức khỏe của người lao động hàng ngày, không được bố trí làm việc đối với người có một trong các triệu chứng như mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở và người thuộc đối tượng F1, F2. Yêu cầu người lao động đi làm nếu có các biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở và phải báo cho đơn vị quản lý y tế địa phương để được tư vấn và xử lý theo quy định. Thưa quý vị khán giả, cũng theo hướng dẫn này, tại mỗi đơn vị phải tạo mã QR điểm kiểm dịch để thực hiện quản lý người ra vào đơn vị và khai báo y tế theo quy định tại quyết định số 2666 ngày 29 tháng 5 năm 2021 của Bộ Y tế. Trong đó, trường hợp người ra vào không thể thực hiện việc quét mã QR thì đơn vị bố trí nhân viên kiểm soát có điện thoại thông minh cài đặt sử dụng các ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần Bluezone nCoV để thực hiện quét mã QR trên thẻ bảo hiểm y tế, bản sao thẻ bảo hiểm y tế, thẻ căn cước công dân hoặc được sinh ra bởi hệ thống phần mềm của người ra vào. Tại khu vực cửa vào của đơn vị, tổ chức đo thân nhiệt, yêu cầu người lao động khách đến làm việc phải khai báo y tế, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách theo quy định. Bố trí đầy đủ nước sát khuẩn tay, bố trí khu vực vào đơn vị có kẻ vạch giãn cách giữa các khách theo quy định, kiểm soát và quản lý thẻ khách vào đơn vị, có biện pháp kiểm soát mật độ người vào đơn vị đảm bảo quy định phòng chống dịch. Trường hợp có nhiều đơn vị khác nhau trong cùng tòa nhà làm việc, người đứng đầu đơn vị hoặc trưởng ban quản lý tòa nhà chịu trách nhiệm kiểm soát thông tin người ra vào, cung cấp thông tin cho cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp cần thiết, bố trí khu vực khai báo y tế, trang bị các máy tính, kiosk, máy quét mã QR và bố trí nhân viên kiểm soát người ra vào tại các vị trí ra vào các tòa nhà. Bố trí phòng khu vực cách ly tạm thời cho người lao động khách có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở hoặc F0, F1 hoặc F2 khi đang làm việc tại đơn vị. Phòng cách ly phải đảm bảo yêu cầu bố trí tại khu vực riêng gần cổng ra vào, tách biệt với khu làm việc nếu có thể. Phòng cách ly phải đảm bảo thoáng khí, thông gió tốt, hạn chế đồ đạc trong phòng, có chỗ rửa tay, có thùng đựng rác, có nắp đậy kín, có khu vực vệ sinh riêng. Bố trí và chỉ định khu vực giao nhận tài liệu, văn phòng phẩm, hàng hóa gần cửa ra vào đơn vị. Bố trí địa điểm trang thiết bị, nhân lực để khử khuẩn tại khu vực giao nhận hàng hóa nếu cần thiết. Hạn chế tiếp xúc giữa người giao và người nhận, yêu cầu đơn vị và người giao thực hiện đầy đủ thông điệp 5K, các yêu cầu phòng chống dịch theo quy định và ghi lại thông tin người giao, người nhận, thời gian giao nhận hàng. Lắp đặt camera tại các khu vực công cộng có nguy cơ, trừ các khu vực nhà tắm, vệ sinh, khu vực thay đồ, đặc biệt là khu vực quét mã QR, điểm kiểm dịch để theo dõi, giám sát và nhắc nhở tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch. Đối với đơn vị có bộ phận tiếp đón, làm việc với khách như lễ tân, bộ phận một cửa, giải quyết thủ tục hành chính, ngân hàng, kho bạc, phải thực hiện 5K, đặc biệt đeo khẩu trang giãn cách, lắp đặt vách ngăn. Kính thưa quý vị khán giả, ngoài các biện pháp chống dịch tại chỗ, thì các đơn vị cần thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 sàng lọc bằng test kháng nguyên nhanh hoặc là phương pháp real-time PCR hàng tuần, ít nhất cho 20% người lao động có nguy cơ, bộ phận lễ tân làm việc với khách hàng ngày dần dần. Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng test nhanh hoặc phương pháp real-time PCR trước và sau khi người lao động đi công tác trong vòng 72 giờ tính đến thời điểm đi công tác hoặc quay lại đơn vị.
đồng thời xây dựng kế hoạch xét nghiệm sàng lọc và tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho người lao động. Chuyên mục phòng chống dịch COVID-19 kỳ này đến đây sẽ được tạm dừng. Mời quý vị khán giả tiếp tục cập nhật những thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên kênh TTV11 và trên các hạ tầng số YouTube, Fanpage và website chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Xin kính chào tạm biệt.